Anh Tuấn xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Anh Tuấn rất là hân hạnh được xuất hiện trên sân khấu của Nhịp Cầu Âm Nhạc sau một thời gian rất dài rồi mới gặp lại chương trình. Và hôm nay lại ngay đúng chủ đề là lời tình yêu. Ca khúc đầu tiên thì là một bài hát về tình yêu lứa đôi của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, ca khúc Lạc Lối. Bài hát thứ hai Hành Tuấn rất muốn hát cho tất cả quý vị cùng nghe là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Anh kể những tình yêu của anh về một tuổi thơ, về những gì mà anh đã đi qua, và đến bây giờ khi trở thành một người thành đạt thì anh lại nhớ về nó và kể những cái tình yêu không chỉ là tình yêu lứa đôi. Hành Tuấn sẽ kể cho quý vị nghe trong một bài hát mà nhạc sĩ Võ Thiện Thanh đã viết rất hay về những giấc mơ của mình. Bài hát Tôi Mơ, xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Cho tôi một làn mây trắng, lang thang về trên mái tranh già. Cho tôi một cụm rau đắng để nhai những lúc tôi còn xa nhà. Cho tôi một khoảnh bánh tráng nhăn nhăn tựa như trán mẹ già. Cho tôi hàng cau đón gió lắng lư một buổi chiều cuối. Trăng sáng mình mang từng cơn gió dịu dàng, guitar ngồi bên em hát suốt đêm, hạnh phúc trôi thật êm đềm. Cho tôi một tuổi thơ ấy trên con đường xưa lá rụng đầy, lơ ngơ ngập ngừng trong tay nắm xôi mùi nước dừa khói. Son phấn ngọt ngào cho tôi được nằm bên nỗi để nghe mẹ hát câu à ơi. Tôi không thèm nghe câu hát trên môi đậm son phấn hững hờ cho tôi giọng hò tê tái xót xa của bé hành khất. Gió dịu dàng cho tôi một cụm rau đắng.